Loài khủng long Myiptera macrothorax, tạm dịch là bóng chết ở lạnh, có móng vuốt dài như lưỡi kiếm, sống cách đây khoảng 70 năm, đã được phát hiện tại tỉnh Santa Cruz, miền Nam Argentina vào năm 2020. Hóa thạch của loài khủng long này đã được bảo quản cẩn thận từ đó đến nay để phục vụ công tác nghiên cứu và phân loại. Đây là loài khủng long ăn thịt lớn nhất trong dòng Megaraptor, có chiều cao lên tới 10 mét và nặng khoảng 5 tấn. Người phát hiện ra hóa thạch loài khủng long mới này, ông Mauro Arancica, cho biết. Megaraptor là loài khủng long ăn thịt. Chúng ăn thịt và có chiều cao từ 5 đến 9 mét, trong khi Macrothorax là loài lớn nhất, cao tới 10 mét. Loài này có bộ xương nhanh nhẹn và đuôi dài chắc chắn giúp chúng di chuyển cân bằng rất tốt. Loài này có hộp sọ dài với hơn 60 chiếc răng nhọn, nhưng vũ khí săn mồi tốt nhất của chúng chính là cánh tay dài, khỏe với những móng vuốt như những lưỡi kiếm cong, nhọn và dài tới 40 cm. Loài này sinh sống ở vùng Patagonia, Nam Mỹ trong kỷ phần trắng. Hiện hóa thạch loài này đang được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bernardino Rivadavia ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, đón khách tham quan và nghiên cứu.